Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, bếp vợ đậu sẽ nấu một món chay với hai nguyên liệu chính cực kỳ quen thuộc, đó chính là đậu hũ và nấm rơm. Cách chế biến cũng cực kỳ là đơn giản nữa, các bạn hãy vào bếp với mình ngày hôm nay nha. Về phần nguyên liệu của ngày hôm nay cũng rất là đơn giản. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 200g nấm rơm, 3 miếng đậu hũ cắt miếng vuông chiên vàng đều. Bên cạnh đó thì mình cũng đã chuẩn bị hai nhánh nghệ nhỏ và hai tép sả mình cho vào cối giã nhuyễn. Phần nguyên liệu cực kỳ đơn giản luôn. Các nguyên liệu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu. Mình bắc lên bếp một cái chảo, mình cho vào đây một ít dầu ăn và mình sẽ xào thơm cái phần sả và nghệ giã nhuyễn. Tiếp đến mình cho nấm rơm và đậu hũ vào xào cùng. Lúc này mình sẽ nêm nếm gia vị luôn. Mình sử dụng 1 muỗng nước mắm chay, 2 muỗng nước tương, 1/2 muỗng đường và 1/2 muỗng tương ớt. Mình tiếp tục xào để cho nấm và đậu hũ thấm gia vị. Mình cho thêm vào đây 1/2 chén nước và đun sôi. Mình chuẩn bị thêm 1/2 củ cà rốt, mình cắt miếng nhỏ mình cho vào kho cùng luôn nha các bạn, để cái món kho của mình nhìn bắt mắt và hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và mình kho tầm khoảng 10 đến 15 phút đến khi mà cái phần nước trong chảo gần cạn hết là được. Và sau khi kho xong thì đây là thành phẩm của mình, một chảo nấm đậu hũ kho sả nghệ cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn, màu sắc cũng rất là bắt mắt. Vào những bữa cơm chay mình không cần quá cầu kỳ, mình chỉ cần một món kho chay như thế này kèm một đĩa rau luộc thôi là mình đã có ngay một bữa cơm trọn vẹn để chiêu đãi cả nhà mình rồi. Những miếng đậu hũ kèm nấm rơm thấm gia vị đậm đà, phủ đều bên ngoài là lớp sả nghệ. Món này mình ăn cùng cơm trắng thì cực kỳ là bắt cơm. Và nếu các bạn cũng đang phân vân tìm hiểu một món chay ngon đơn giản để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình thì hãy tham khảo món đậu hũ nấm rơm kho cùng sả nghệ này nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa ăn ngon miệng. Khi xem video nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Hoặc nếu các bạn có góp ý thêm gì về video thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết với nha. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.